người ta mua chứ. Chứ còn trúng mà không đang mang người ta đâu có mua. Người nói là trúng mấy trăm tỷ mình sợ gì khi ta không có sao. Rồi ai đâu mua mình có. Mà có trúng gì đâu. Trúng tiền. Cái đó là chị Tâm nghe đó, bắt đầu chị Tâm đầu tư nè. Ai vô đầu tư tiền lót nè. Tất đầu tư đề rồi. Xe, em nói anh nghe xe nào mà chạy ngang á, xe số mấy à, bạn số mấy hả? Chị Nga số đó nha, chị Nga. Trời ơi. Đếm số. Ây da, trời ơi. Chị Nga là dính. Số, ở vậy hả? Cũng có ngâm cứu nghiên cứu không? Wow, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở cà phê quay của chị Mai các bạn, địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Nhớ số này nha. Ngày bán bao nhiêu bộ bánh mì? Thôi, còn sinh viên anh ở nhà chợ, cái cô kia có nguyên cái cuốn sách luôn. Ngày nào ra cái số cô cũng ghi lại, xong bắt đầu gọi là nghiên cứu cho trong tháng đó, từng đó, năm đó cái số đó ra bao nhiêu lần luôn á. Ừ, thiệt mà. Đúng rồi. À. Vô rồi. Nói gì chứ mua giấy số mà chiều em giờ trúng 100.000 em mừng muốn khóc luôn á. Quá. Nay cũng trúng ớt ra. Trúng 175 tỷ. Những ngày cuối năm. Có thiệt không? Tháng cuối năm. Chile là cũng ở quận 8 nè. Rồi chỗ nào là xin dí thôi. Đi biển nè. Ở quận 8 em ở đường nào? Ở quận 8 nè. Bình Đông nè. À. Bình Đông thì bên đây gần quá trời, thì gần lắm nè. Nhìn qua cái là thấy nhà em rồi, nhưng mà em phải đi đoạn đường xa lắm. Nữa nó xây cây cầu trước này nữa đúng không? Sắp sửa xây cây cầu bên này nè. Biết nữa nghe nói thôi. Nghe nói không biết có xây đâu mà. Đâu? Đó, chống rõ chị Lót. Tới một người chị Lót đó hả? Trời ơi, đâu có đâu Lót. Tụ ràng nói là vụ ai là người ẩn danh chống chị Lót kìa. Bữa nay ba anh cho chống chị Lót hay gì? Cho chống chị Lót. Cho số chị Tâm à, bà con cho số chị Tâm à. Bữa nay ba anh không phải là ở bánh mì không trang cho cô luôn. À, Lily đang làm nhân bánh mì nha các bạn. Cầu Bình Tiên đi qua đây nè. Dự án nó chuyện trốn rồi mà. Cái gì? Nó chuyện trốn rồi mà, đang cho giải tỏa đền bù thôi. Nó đang vướng giải tỏa đền bù thôi chứ có vốn rồi mà. Nhưng mà có xây không? Nếu mà xây cái đó là tiện lắm luôn á, đi qua đây. Đúng rồi. Thì chở đồ qua nó cũng nhanh nữa. Em thấy ngay chỗ Cốc Phúc, ngay chỗ đường Phạm Phú Tứ mình đi quẹo qua là nó giải tỏa hết rồi, không đang vướng bên kia thôi. Không có vốn rồi. Có bốn rồi. Sài Gòn giờ đến cuối năm là còn 60.000 để ngăn 95% vốn của trung ương á, 70.000 tỷ á, phải. Nhân cô chú chị và các bạn. Đó. Hay chữ là lâu thì biết à. Trời ơi. Biết báo mà sao không biết được. Cập nhật thì trường cho một thông tin. Đánh gỡ cho lòng đồng thời. VTV 30 giây mà. Nói vậy chậm đó chị Tâm đi mua việc lót đi coi. Đấy. Đó đi mua thiệt đó. Mua thiệt. Nhưng mà việc lót là mình phải tự cho số mà đúng không? Mình đâu có giống như vấn đề vậy đó. À. Vấn đề là mình đi đánh số cùng đâu. Ủa vậy hả?
mang sao chồng được tới 6 con số mà phải không? Nó như đó là mình muốn cái số nào mình bấm đây. Không. Chị chọn người ta bấm chứ. Chị nó bấm sẵn cũng có luôn. Con đồ cũng rành dữ. Chắc cũng có chơi chúng bao nhiêu tỷ rồi giấu rồi nha. Đi đi làm phụ heo quay này là chỉ là trả hình thôi. Đúng rồi. Rửa tiền thôi. Ê quên xin lỗi không có nói gì hết. Thôi nghĩ gì đó. Tầm nói là kể là không chào chào cái gì. Nói là cá bị mấy anh bè quá. Anh để cho chị đó tự nhiên đi. Con đi đi. Biết cái nào em bơi gì bơi rồi lộn xộn rồi mất tiền em không có tâm. Cái gì vậy chú? Giò với sườn. Sườn con nè, con mỏng nè đó. Quay á, quay á, tóc kia mà. Quay là gì? Là ba đội quay nè, nó ba đội nè. Giống vậy mà quay nè, có da. Là ba đội sườn nè, nè, ba đội sườn nè. Là ba đội sườn nè. Là ba đội đó có da nè. Để một cái ba giò cắt làm đôi. Dạ. Chặt nhỏ không chú? Không. Không chặt luôn, phải không? Cái này là ba đội sườn á, có da luôn nè. Rồi cái này hơn ký tới 1 ký nè. Để chung ba riêng chú. Để chung. Cho con 320 chú. Bốn mỏ bánh mì luôn. Ủa vậy là chị Mai là từ bên này đi qua bên kia rồi tới rồi hả? Là đi vòng á. Không cho vòng thì bắt buộc phải vòng chứ được cầu cho mày thôi. Chứ hồi xưa là có cầu cái u bị lẹ đá. Chị Tâm bỏ ra vài chục tỷ đầu tư cây cầu cho bé Ly với chị Mai đi. Trúng số quá trời giấu hoài luôn á. Có mấy trăm tỷ mà giấu. À. Mấy ảo bỏ cái bình kia kìa. Là cái số mà bên Mỹ á, cả tỷ đô. Đúng là cái với thằng đại gia luôn ha. Tỷ phú chứ, đại gia gì. Tỷ phú luôn hả? Tỷ phú đô la đó nha. Sáng rồi. Vé số bên Mỹ á. Mấy con bé đó là bán mấy năm trời luôn á nha. Thì đó với số của người ta là trúng thiệt nên là lâu lắm mới trúng một lần. Mấy năm trời cũng trúng được. Việt Nam là vài tháng trúng một lần, không biết trúng đâu hoài trúng. Vậy là Việt Nam có 2 tháng, tháng rưỡi gì đó là trúng một lần. Nói chung là đây 175 tỷ nè. Quay xe 3 ổ. Đây hai ổ đó chị mà ổ không vậy? Video đặc biệt là băng đi. Cái xung sao ai sẽ là người mở mặt nạ đây? Papa anh là ai? Không thì đặt này mình lên nha. Mà để ý quay xe 3 ổ. Với chị quay xe kia 1 ổ nữa. Chị có 30 thói không? Thôi, cái anh mà trúng vé số đầu tiên với Trà Vinh, Vĩnh Long gì đó. Trúng mấy chục tỷ chứ. Đùa. 45 thói luôn. Đầu tiên luôn đó. Thói 5.000 luôn. Bỏ sướng đi luôn mà. Sao vậy? Có trúng đâu? Giang hồ gì? Giang hồ tiền nhiều quá. Người ta tiền, người ta chiếm tiền. Nhiều người người ta bỏ xứ người ta đi á, không dám vào đó đó. Mình bị hầu như trúng số mà chỉ trúng là trúng chỉ 100.000 nè, vé 100.000 nè. Chị nghe nói mấy đứa bay bàn hoài tao tàu đè sau lưng tao không nói thì thấy tôi mi gu không?
Mà chị với chị môn chị đó mà ngày nó tầm tầm số gì số gì. Chị mới làm em mã vậy mới đọc có mấy. Người ta hỏi đi không? Dạ. Không. Mà người ta chạy ngang phải không? Tầm tầm số vậy tầm tầm. Thì thấy cuốn sát rồi tầm. Đây. Ôi, tổng chào luôn đi. Đi hả? Đi hả Long? À, đây, đây. Quá trời quá đất. Số mấy số mấy. Có khi nào ai mua xe mới anh đi ra này là đúng rồi. Để xem chủ thôi. Trời ơi, xe mới đây. Xem đem ra với là ông Hạnh lên kia vậy vậy. Cái hay ở này số của Ly nha, số của Ly nha. 3 ngày ra này. Không, biết bà. Biết bà này cũng còn 7 7 7 7 7 9 3 3. À, 4 con rồi, đã số xe em 7 7 9 3 3. Số bắt đầu rồi. Ổ 20. Dạ, ổ 20. Chưa ngồi đầy đủ luôn hả chú? Không, đừng trang nước suốt nè. Trang à, không trang rồi. Không, không, không ăn ớt. Dạ, không có. Không ớt, không nước suốt. Nước sốt. Được không? Được, 20, 20 cũng thứ rồi. Có người không chịu á. Thông cảm đi, tại mới học mầm non. Con lớp ngồi bài. Con qua lớp thầy. À, đây là heo quay nguyên con nha các bạn. Này bao nhiêu ký vậy Tâm? 11 ký các bạn. Ở đây chị Mai cũng có bán heo quay nguyên con luôn nha các bạn. Ôi, cảm ơn cô chú. Này chở về tới đâu lận? Cần Giuộc. Wow. À, dạ cảm ơn ạ. À.